Đúng rồi, hồi đó nó 25 triệu đó. Giờ nó rẻ gấp đôi rồi đó. Bơm cái đầu 2006 là vô tư rồi đó. Hay bơm xa, bơm nén nó mạnh đó nha, đẩy á. Này là bơm thường nè, giờ bơm nước ao ruộng này nè. Cái này là bơm đẩy. Nó dẫn như cú quả. Cái này giống như cái này không? Cái này bự hơn. Cái này bự hơn, cái này nhỏ hơn. Nhưng mà cái cánh quạt cái thứ một anh, nó con nào vậy? Nhưng mà bơm đẩy là chiên này đẩy thôi, thằng này cũng bơm tát. Dạ, bơm đẩy là nó túng lại để nó đẩy lên như có cú quả vậy đó. Nè, cái bầu bự là chủ yếu bơm tát cho nhanh á. Còn đẩy là máy này, nó nhỏ không? Bầu nhỏ nè. Cái này là mấy gì năm hả? Năm anh. Năm thì ít nước quá. Ở này Kiên Giang cũng bơm đó đó, gửi mạng gửi qua luôn á. Cái 10. Cái đầu kia là 21 triệu. Bảo hành 1 năm á. Là chạy vô tư đó nha. Dạ. Không, mấy xe ít lắm anh ơi, lâu lâu mới về một con. Chỉ bán mấy một à. Cái này bảo hành 1 năm nè. Tiết kiệm dầu đó. Vicino á. Đa số chạy cái đây luôn cái gì? Không quay anh. Quay hả? Dạ. Quay nhẹ lắm. Mấy dòng này nhẹ thì qua, đừng có dòng D thôi. Này nó nhẹ nhàng lắm. Dòng D quá nổi, dòng này vô tư luôn nha hiểu không? Cái dòng Honda nào kéo nó nổi không? Có 160.